Các bạn, bữa nay mình sẽ ở nhà nấu món dưa ha các bạn ha. Dưa cải xào thịt nha các bạn nha. Đây là một trong những cái món mà chúng ta rất là thích, đặc biệt là các anh trai mưa thích làm món dưa cải xào thịt rất là ngon ha các bạn ha. Đây mình sẽ review cho các bạn đây. Dưa cải chúng ta sẽ rửa các bạn. Đây dưa cải các bạn ha. Rất đẹp thôi các bạn ha. Hôm nay chúng ta sẽ làm một món rất là hấp dẫn. Cái này công thức mới luôn nha các bạn nha, tự nghiên cứu ra các bạn. Trong cái thời điểm hiện tại là nó cũng kinh tế nó cũng hơi khó khăn nha, hiệu hiệp này. Nên là chúng ta tạm thời là ăn dưa cải xào thịt đây nha các bạn nha. Rồi vét ra vài bạn ha, vét cho nó ra nước nha. Đúng không? Ráo nước. Nó ráo nước cái bộ nguyên ra nước các bạn. Đó, mình vắt cho nó ra nước. Để cho nó cái dưa này mình mua ở siêu thị các bạn 26 ngàn một ký ấy. Rồi xong rồi mình xắt thịt nữa đây các bạn ha. Đây dưa cải các bạn thấy không? Thịt nạc nhiều quá. Này thịt nạc cũng hơi nhiều. Nhưng mà kệ. Chứ giờ sao giờ đây gia vị với các bạn ha. Đây coi thứ gia vị gì các bạn biết không? Hạt nêm từ thịt nha các bạn nha. Đó, gia vị hạt nêm nữa đàng hoàng chứ không có này, muối nữa nha các bạn ha. Muối và bột ngọt nữa nha các bạn. Hấp dẫn không? Mém nữa nha các bạn, mém này mém Bình Định gỡ vô ấy. Đây ở Sài Gòn mà không thời xài mém Bình Định không ở quê các bạn. Các bạn cũng thông cảm mình mới tập quay phim á nên nó cũng hơi rung tê chút xíu nha các bạn. Giờ chúng ta đang kiếm cái chanh này cái gì đây không biết. Đây, chúng ta có hành tỏi nữa nha các bạn. Đây mình xắt củ hành nha các bạn nha. Đấy các bạn nhớ ủng hộ kênh nha các bạn. Mai mốt sẽ tách ra một kênh thêm là bà Thủy làm đĩ nha các bạn nha. Ui rớt rồi. Đây củ hành này. Đây củ hành để xuống mình đập cũng nó phải cũng phải nghệ thuật nha các bạn. Đây xịt ra. Này ánh sáng nó cũng đầy đủ nó cũng sạch sẽ. Đây, cắt xả là mấy chuyên nghiệp vậy á. Rồi đảo thịt luôn các bạn thấy không? Hay đảo không? Một nghệ. Cái gì đây? Nghệ. Nghệ các bạn. Giờ là kêu là mấy đứa nhỏ đâu ăn được đâu. Cái này kê nó ngon. Ở cái này càng kê càng ngon nha các bạn nha. Đó, hãy đảo lên đảo xuống không hấp dẫn các bạn. Giờ lấy cái gì nữa các bạn ơi, ớt nha các bạn. Đó, ớt tủ lạnh đàng hoàng. Tí nữa làm cho các bạn cái món rau luộc luôn này các bạn. Rồi xào nha các bạn nha. Đó, bỏ vô cái chảo đó đàng hoàng thấy không? Ủa mình có bỏ dầu vô chưa?
không cần bỏ dầu nguyên. Ờ, nên thịt heo có mỡ không cần bỏ dầu nha các bạn, nó có mỡ sẵn à. Ăn tùy đảo điều luyện không. Đây các bạn đề nghị cho mình cái tên kênh YouTube tiếp theo đây các bạn, để mình tách cái kênh ra cho các bạn theo dõi nó tiện hơn nha các bạn nha. Chứ để chung cái kênh YouTube này nó lộn xộn á. À, nhiều khi bạn up cái video lên rồi cũng không biết nha, các bạn đề nghị cho mình cái tên đây, mình bầu chọn cái tên mỗi kênh YouTube hấp dẫn nhất á, rồi mình sẽ làm những cái video ha. Đây là cuộc sống thường ngày ở nhà thôi nha các bạn, không cần phải làm rùm rà, không có cần cái kịch bản gì mà to bự hết các bạn ha. Đó này, cải đây tí nữa rồi. Đây cải này các bạn, tí nữa rồi mình bỏ vô mình xào theo ha. Này không cần dầu nha các bạn nha. Này không cần phải một cái kịch bản gì rùm rà, nó cứ thiệt bao nhiêu là làm như vậy các bạn coi ha. Và nó hấp dẫn không? Món này bây giờ tí nữa mình bỏ cải vô, mình chua mình xào vô nữa là ok luôn. Nay Sài Gòn nhiệt độ cũng 36 độ nha các bạn, nên nó hơi nóng nha các bạn nha. Cái số 120.200 là đâu phải nhiệt độ đâu, không cái số gì phải không? Nó đi tăng lớn nhỏ biết là nó nhiệt độ càng số càng cao, không biết là gì. Mình đứng ngay dưới đây nó hăng ớt quá các bạn. Xích ra chút xíu quay. Ớt nó hành lên đây. Ôi quay nó mỏi tay luôn á. Này cần chín rồi nha các bạn nha. Thấy không? Xào cái thịt cho nó chín xong rồi mình bỏ cải vô là nó ok luôn. Hình như ở trên cái chảo này còn dính miếng thịt. Xào cho nó chín xong rồi thì mình bỏ cải vô, tại vì cải nó rất là nhanh chín. Cải mình xào sau. Này nó bê cái mùi nó hắt lên đấy. Các bạn nhớ like, subscribe, ủng hộ kênh nha các bạn nha. Đấy, để mình up nhiều nhiều video lên. Này hình như ít nghệ phải không? Rồi quay cho bạn coi ha, thế nào ha, mình cái chảo ha, nhìn màu nó vàng vàng đẹp không. Giờ chuẩn bị mình luộc rau nữa các bạn.
Đấy, như vậy chúng ta còn một cái công đoạn nữa, tí nữa khoảng mấy phút nữa thôi mình sẽ xào hay các bạn hay bỏ cải vô xào. Rồi mình bỏ rau vô mình xào nha các bạn nha. Không? Các bạn coi video này các bạn cũng biết được cái cách xào xào cải nha các bạn nha. Thấy không? Coi cũng biết được mình xào như thế nào cho nó ngon các bạn. Mình vừa quay phim mà mình vừa lồng tiếng lên nó cũng hơi rung tay chút xíu nha các bạn. Đôi khi camera nó cũng giật giật nha. Hơi mỏi tay mỏi miệng nữa. Để lâu lâu mình đảo chiều góc quay cho các bạn coi nè. Sáng có kho con cá mà chiên con cá mà nó nát bét rồi các bạn thấy không, còn xương không à. Đây anh bỏ thêm xì dầu nữa ha. Cái này mà làm heo xào là dầu trường là xào ngon ha. Cái này là dầu trường y bài luôn á. Bây giờ dừa trường kiếm không có đâu. Dừa trường ăn ngon mà dừa trường là chỉ có buổi sáng là mua mới có. Thấy rồi, bây giờ mình quay qua chỗ đây. Đây cái rau các bạn ha. Chuẩn bị mình luộc rau luôn. Như vậy là mình sẽ có một cái bữa trưa ha. Hấp dẫn không? Rau này rau tầng ô ấy các bạn, gọi người ta còn gọi là rau cải cúc á. Đó mình luộc ở đây xong rồi nó chín xong rồi làm vớt ra thôi. Chứ chuẩn bị thì mình sẽ làm mắm nữa là ngon hấp dẫn luôn các bạn. Cái rau mà cải cúc đây á mình luộc xong rồi còn cái nước á mình chan canh cũng ngon nha các bạn nha. Xào cái dĩa thịt này tận nãy giờ cũng mất 13-14 phút rồi nha các bạn. Phải làm như vậy nó mới chín được, nó mới ngon nha các bạn nha. Các bạn coi cái video từ đầu tới cuối tới giờ mười mấy phút rồi á, mình cũng phải nêm nồi cho nó ngon lành hả các bạn ha. Đó. Hình như hơi quá tay phải không, coi thử nó mặn không nha. Nó mặn là thâu quá, nó mặn là nặng chanh vô nó hết mặn phải không. Quay các bạn coi nè. Mấy bữa nay là quay up video rồi các bạn coi nhiệt tình, rất là nhiệt tình. Các bạn nói là video quay tự nhiên bình thường ha. Các bạn nói quay một xuồng cây không cần dựng, mình quay mình up lên luôn, mình không cần đưa qua phần mềm dựng luôn các bạn. Cứ quay up lên luôn vậy đó. Rồi các bạn coi rất là nhiều, nó chân thật các bạn. Có nhiều video coi cần cả triệu view rồi đấy. Hấp dẫn không? Bữa nay trời nó ném, mà Sài Gòn nó ném khá là nhiều, khá là ném bức luôn. Rồi đứng ở trong cái bếp này để quay các bạn coi là con nó cũng cực kỳ ném. Rồi cái cây camera nó đảo rồi các bạn. Đó mình vớt rau ra các bạn ha. Đó, xào thịt là xong rồi các bạn ha. Đây nó gọi là da.
Xong, video của chúng ta đến đây là tạm dừng nha các bạn nha. Cái camera nó cũng nóng dữ quá, nó đảo lên tùm lum lên xuống rồi. Đây, chào tạm biệt các bạn. Chúng ta hẹn lại một video khác nha các bạn. Nó rất là nóng. Rồi bây giờ mình lau chùi chút xíu ha các bạn ha. Mới nãy nấu nó dầu nó ra đây. Chúng ta xài đứng nóng dữ quá, quầy nóng. Rồi xong, chương trình truyền hình chúng ta đến đây là hết. Bye bye mọi người. Nhớ ủng hộ, chiều nay mình sẽ làm nhiều video khác. Các bạn có thể đề nghị làm những cái video nào các bạn đề nghị lên chủ đề nha các bạn nha. Mình sẽ sản xuất các video cho các bạn coi ha. Còn bây giờ chúng ta lướt qua một cái nữa nha các bạn. Hấp dẫn không? Rồi sau khi mà nấu xong là cái bếp chúng ta nó cũng sạch sẽ, dọn dẹp sạch sẽ ha các bạn ha. Rồi, bye bye mọi người. Nhớ ủng hộ kênh nha các bạn nha. Giới thiệu với các bạn, ở trong tủ lạnh nó cũng còn khá là nhiều đồ ăn để chúng mình sẽ chế biến cho các bạn ha. Rồi, bye bye. Rồi, bye bye mọi người nha. Bye bye.